Chào mừng các bạn quay lại với kênh của Hà, một linh mục cao quý người Mỹ làm việc ở Mexico được mời đến làm phép thu phục một con quỷ. Thì ra là một con quỷ ba đầu, nằm sống xoài trên giường. Nó rất khôn vì biết lựa người để ám, đó là một cô gái xinh đẹp nóng bỏng. Dù mặt đã bị biến dạng với hai con mắt gấu trúc đen quần nhưng ba vòng thì vẫn còn ngon cơm lắm. Khi linh mục đang thi triển pháp thuật thì con quỷ tinh quái kia đã sử dụng cái nồi tự có khiến ông thầy bắt ma của chúng ta bị bắt mất linh hồn và đã mắc phải một sai lầm to bự. Làm cách gì để tiêu diệt được con quỷ ba đầu xấu xa này? Các bạn hãy cùng Hà khám phá nhé! Chúng ta đến với phim Cách Chúa Trừ Tà sản xuất năm 2021. Đầu phim, một người đàn ông đến thông báo với linh mục Peter rằng có một con quỷ đang ám vào người một cô gái. Khi đến nơi, linh mục nhìn thấy một cô gái mắt thâm nằm tơ hơ, đang bị trói vào giường. Cô ấy đã bị ám bởi một ác quỷ tên là Ban Bin. Thưa ngài, bà lão bên cạnh nói với đức cha, con bé này nó đẹp lắm, điện nước đầy đủ, không hiểu sao khi bị ám lại thành ra thế này. Linh mục Peter gọi điện đến cấp cao hơn, xin phép được thực hiện nghi lễ trừ tà ngay bây giờ, nhưng cấp trên cho rằng Peter còn non lắm, chưa đủ năng lực để làm việc này. Thế nhưng, con quỷ này biến chất lắm rồi. Peter cắt ngang cuộc nói chuyện và quyết định tự mình xúc nó. Sau khi đuổi hết mọi người ra ngoài, linh mục của chúng ta một tay cầm thánh giá, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, mặt mũi rất căng. Đang đọc rất hăng thì cái giường bỗng nhiên nhảy cẫng lên. Con quỷ nằm chán rồi, nó giật bay dây trói. Tao đây nằm chờ nãy giờ mà không ai vào xúc, giờ mày ngon thì nhào rô. Tao đây chấp hết. Đây này cưng. Vừa nói, con quỷ vừa lần tay xuống cúc áo của cô gái. Chết rồi, thầy mới dạy bắt ấn trừ quỷ chứ đã dạy bắt cái nồi nấu cơm với quỷ đâu. Keo này chết chắc. Peter hoang mang vô cùng. Quyết không để con quỷ thối tha dụ dỗ, anh linh mục luôn mồm đọc chú, rồi dưới nước thánh của mình vào người cô gái. Nhưng sơ rồi cha, nước này không có tác dụng với con quỷ nữ ba đầu này. Con quỷ mất nết la liếm cái tay nó, rồi thò xuống cái nồi làm trò tào lao để quyến rũ linh mục khiến ông kinh hãi. Sau khi tới bến thì nó ngã vật ra và bắt đầu la hét. Linh mục bối rối đến kiểm tra cô gái bị quỷ ám. Đang lần mò kiểm tra thì con quỷ ấn tay linh mục xuống dưới khiến ông không bị ngu đột xuất, rồi bắt đầu hôn cô gái. Khi bừng tỉnh, Peter cố gắng tránh xa cô gái, nhưng có vẻ như lúc này ông đã bị ám với hai mắt đổi màu. 18 năm sau, trong một căn ngục tối, vị cai ngục đang thu dọn chén đĩa thì bị cắn mất tay. Linh mục Peter lúc này đang sống nhởn nhơ tại một vùng nông thôn xinh đẹp. Sau khi bị con quỷ nữ quấy rối lấy đi sự trong trắng, Peter mặc cảm tội lỗi trốn về vùng nông thôn này ở ẩn. Hàng ngày, ông đi phân phát thức ăn cho người nghèo và chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Một hôm khi đang làm việc thì một người phụ nữ đến tìm Peter. Con của bà ta đang bị bệnh lạ. Sau một thời gian thì cậu bé bắt đầu co giật nên Peter quyết định đưa cậu đến một bệnh viện. Tại đây có thông tin rằng đã có 4 cháu bé bị căn bệnh tương tự. Peter đến một nhà thờ cùng với bác sĩ của bệnh viện. Linh mục vẫn còn dằn vặt rất nhiều về sai lầm mình đã mắc phải 18 năm trước đây. Một đêm, ông mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong giấc mơ, Peter nghe thấy tiếng khóc bên ngoài sảnh nhà thờ. Khi đến nơi, ông thấy tượng Chúa đã bị dịch chuyển đi nơi khác và kỳ lạ thay, Chúa đã bị quỷ nhập vào khiến ông giật mình thức dậy. Ngay lúc đó, Peter nhận được cuộc gọi từ nhà tù nơi có một nữ tù nhân hành xử kỳ lạ và muốn gặp ông. Khi đến gặp cô ta, nữ tù nhân này lại có những lời lẽ khiêu khích và ăn nói bẩn thỉu với linh mục, như cái cách mà quỷ nữ ba đầu 18 năm trước đã từng làm. Thì ra cô gái này bị chính con quỷ 18 năm trước nhập vào. Mẹ của cô gái tiết lộ sự thật động trời rằng cô gái đó chính là con gái mưa của Peter. Đêm đó, linh mục lại mơ thấy Chúa trong hình hài ác quỷ. Cậu bé mắc bệnh lạ đã chết, mọi người vẫn chưa biết được nguyên nhân cái chết của cậu ta. Không thể để lâu hơn được nữa, các đức cha quyết định thực hiện lễ trừ tà cho cô gái đang bị giam trong ngục. Peter lần này lại sợ không giữ được mình nên không dám làm một mình nữa, ông muốn có người hỗ trợ. Thế là giáo hội cử một chuyên gia trừ tà giỏi nhất thế giới đến. Đêm đó, Peter đốt hết bằng chứng về việc làm 18 năm trước của mình, trong đó chứng minh rằng Peter vì ham ăn hai trái dưa hấu nên đã bị ác quỷ nhập vào người. Hành động này của ông bị cha xứ kia bắt gặp. Ông nói rằng Peter hãy cẩn thận, ác quỷ kia đang muốn chiếm hữu cơ thể của Peter. Lúc này tại nhà thờ, một nữ tu xinh đẹp đang cầu nguyện thì phát hiện tượng Đức Mẹ đã biến mất. Sau đó, cô thấy vết máu trên sàn nhà. Lần theo vết máu, nữ tu nhìn thấy một tấm vải bên dưới là một em bé trông như một con búp bê bị hư. Sau lưng cô lúc này xuất hiện tượng Đức Mẹ trong hình hài ác quỷ. Quay lại thì cô gái không nhìn thấy gì cả. Thế nhưng sau đó, nữ tu đã bị một thế lực đen tối kéo đi mất dạng. Sau khi bị nhập, nữ tu quay lại và định làm hại đám trẻ mồ côi đang sống trong tu viện, nhưng may thay, một nữ tu khác đã kịp thời phát hiện và ngăn lại. Tiếng thét của cả hai đến tai hai cha xứ, hai ông nội này chạy vào trong để làm phép khống chế con quỷ bên trong nữ tu. Peter nhận ra rằng bọn trẻ cũng đã bị quỷ ám, không thể chần chừ làm mất thời gian nữa, hai cha xứ đi ngay đến nhà giam để làm lễ trừ tà tiêu diệt chúa quỷ. Đã sợ rồi mà nó còn chơi trò hoa bật tắt đèn, hãi quá. Tim đập chân run, vào đến nơi thì cái con quỷ kia đã bỏ trốn mất dạng, thiệt là toi công mà. Ở nơi khác, anh bác sĩ trại giam đang đi thì phát hiện các phòng giam đều được mở khóa. Cai ngục đã chết và một cô gái đang nỉ non khóc. Chưa kịp an ủi người đẹp thì cô gái mắt thâm đã lao đến tấn công anh chàng. Ở phương Đông mình ma quỷ như đắc kỷ, thiện nữ u hồn đẹp là thế. Ở phương Tây sao mà cứ bị nhập vào thì nhìn xấu như ma. Tiếp theo câu chuyện, hai ông cha xứ trên đường đi về thấy anh bác sĩ đang bị thương nằm một đống. Xuất hiện ba con quỷ nữ giơ nanh múa vuốt.
cha giữ đọc chú và làm phép nhưng không xi nhê. Cuối cùng, anh bác sĩ dùng chút sức tàn lấy thân mình cứu hai vị cha già. Cả hai bỏ chạy vào một căn phòng. Tại đây cha giữ kia hỏi Peter, anh hãy nói thật tội lỗi anh đã phạm phải đi. Vì sao tôi làm phép mà không có tác dụng gì với bọn ma quỷ này? Sau khi Peter nói rằng anh đã lỡ lầm với một con quỷ và tạo ra một con quỷ con, chính nó đang làm rối tung hết mọi chuyện. Nghe đến đây, ông cha xứ kia bỏ vai, không diễn nữa lăn ra chết sau khi chăn chối rằng anh đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng và chỉ có bản thân anh mới có thể giải quyết được. Lúc này, bọn ma nữ bên ngoài đã xông vào. Peter lại chạy vào một căn phòng khác và bật camera live stream, thú nhận tội lỗi cho 500 anh em biết. Sau khi phát tán cho mọi người thông điệp tội lỗi của mình, Peter dũng cảm ra ngoài đối đầu với bọn quỷ và lạ thay, câu chú của ông lúc này đã hiệu nghiệm. Chúa quỷ lúc này xuất hiện, mang theo cây thánh giá trên người. Khi đang đọc lời cầu nguyện để tấn công chúa quỷ, thì một nữ tù nhân bị ám xuất hiện và tấn công ông từ phía sau. Khi tỉnh lại, Peter thấy bọn quỷ nữ đang đọc lời chú của ma quỷ để xua đuổi, ngược lại chúa đang ở trong người anh. Ai cũng có mặt thiện và ác, Hà có thể hiểu, như kiểu xua đuổi mặt thiện của con người ra khỏi cơ thể đó các bạn. Linh mục dù rất đau đớn, nhưng vẫn cố gắng đọc những lời cầu nguyện khiến buổi lễ của bọn ma bất thành. Trong giáo đường, nữ tù kia bị ám và cố gắng giết những đứa trẻ mồ côi. Chúa quỷ lúc này đưa ra một thỏa thuận, nếu Peter chấp nhận từ bỏ tính thiện trong mình, thì nó sẽ buông tha cho con gái ông và những đứa trẻ mồ côi kia. Không còn lựa chọn nào khác, ông đồng ý. Cuối cùng, Peter đưa con gái ra khỏi nhà tù. Mọi người coi ông là thánh sống vì đã cứu giúp những đứa trẻ. Cha bề trên khen ngợi ông và muốn ông làm việc cho Vatican. Peter đồng ý, Peter quay lại với đôi mắt đổi màu. Vâng, ác quỷ đã chiếm hữu hoàn toàn cơ thể ông. Chúng không chỉ muốn ám ảnh con người mà chúng muốn thâm nhập vào Vatican, chiếm quyền điều khiển và thống trị thế giới này. Vì có ai ngờ rằng, vị cha xứ cứu người cao cả này lại là một ác quỷ cơ chứ? Nếu các bạn thấy phim hay, hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.